quen xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì bữa hôm nay mình được một người cô ở nước ngoài gửi tiền về để cho hai em kiwi và cà rốt. Tại vì hai em cũng mới ở bên Nhật về á, thì bà thấy bà thương hai em, bà cho tiền hai em để mua bánh ăn. Nên là đây là số tiền bà gửi cho con là 100 đô. Vì đổi ra được là 2.365.000. Thì hai chị em cũng chia ra mỗi chị em là mỗi đứa được 1.182.000. Giờ dì đưa chung huyện hồi nó cũng chia cho em nha. Greeting, as you can see, I'm holding your gift. Honestly, I don't have any words to describe my feelings. All I can say is thank you for all of your gifts. I am really grateful as well as my family does. I hope your family is always healthy and has a joyful lifestyle. God bless your soul. Cảm ơn bạn đã cho tiền con. Dạ em chào chị, em cảm ơn chị đã luôn quan tâm tới gia đình em và hai cháu. Em cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe gia đình. Dạ cảm ơn. Thì bữa nay cũng được cô ở nước ngoài gửi tặng cho Thảo là mua quần áo sách vở để đi học nhập học năm mới. Thì năm nay Thảo học lớp 7 á Thảo. Thì bà gửi tặng tiền cho con á, con vui không? Dạ vui chứ. Giờ mẹ gửi tiền cho chị Lệ mua đồ cho Thảo đi mẹ. Cô cho chị Lệ là 50 đô, em đổi ra cho chị là được 1.182.500, em đưa chị là 1.183.000 luôn. Đồng em học vô chưa mua sách vở, thấy cô gửi tiền về cho nó mua đồ học thì con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Dạ thì con cũng cảm ơn bà vì gửi tiền qua cho mẹ con để mua sách vở đồ đồ cho con. Cảm ơn bà nhiều. Thì sáng nay mình có gửi tiền của cô tặng cho bé Thảo để mua sách vở, quần áo, giày dép nè. Chị Lệ cũng tranh thủ đi mua cho bé Thảo trong ngày nay luôn. Thì chỉ mua được hai bộ quần áo, một đôi giày với bộ sách rồi vở cho bé Thảo để đi học. Thì tiền của cô cho là đủ để mua sách vở quần áo cho bé Thảo luôn. Đây là cái đôi giày. Giày này cái da của nó giống như vải kaki á, mang bền lắm. Giày tốt. Ôi nó có giá lấy giày hả? Em vỡ ra nè. 108. Đẹp quá chừng đi. Rồi bộ đồ nữa, mỗi cái là 100 hả chị Lệ? Ừ. Cái quần 100, cái áo 100. Rồi sách vở nữa, sách cũng mắc nữa. Bộ sách của Thảo 700 mấy. 74, 75 gì vậy? Hôm nay Thảo được bà tặng cho sách vở quần áo mới. Bà tặng vui quá trời vui. Đỡ sách. Tính là mình đi với chị Lệ đi theo với Thảo mua luôn cho vui mà. Tại vì hai ngày nay bị bệnh á, nên là thôi để chị Lệ đi thì mình cũng có đi. Với lại tranh thủ cho bé Thảo nó nói sớm cho năm thành. Thì con cũng cảm ơn cô đã quan tâm đến gia đình của chị Lệ, giúp cho bé Thảo có quần áo, sách vở mới. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Con chúc cho cô được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Thì con cũng cảm ơn cô đã gửi tặng những món quà cho cà rốt và kiwi nữa. Thì hai cháu rất là vui khi được nhận quà của cô. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.